Sau lễ công bố áo đấu của nhà tài trợ Grand Sports, buổi họp báo chuẩn bị cho trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đã diễn ra. Huấn luyện viên người Nhật Bản ông Kazuo Kudura đã từng có thời gian 5 tháng làm việc tại Đài Bắc. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Dù còn thiếu vắng một số vị trí quan trọng và trình độ không thể so sánh với đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên đội bóng của ông sẽ đặt quyết tâm cao nhất trong trận giao hữu sắp tới. Khi được hỏi về đội tuyển Việt Nam, ông Kudura chia sẻ: "Tôi đã từng chứng kiến cầu thủ Việt Nam thi đấu. Họ có một đội hình trẻ và tràn đầy khát khao thi đấu. Trong đội hình sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, vì thế đây sẽ là một thách thức không nhỏ cho chúng tôi vào trận đấu sắp tới. Tôi nghĩ rằng bóng đá là con đường thể hiện văn hóa quốc gia. Hy vọng vào trận đấu sắp tới, cả hai đội sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn." Về phía đội tuyển Việt Nam, chúng ta chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu. Cùng với đó là những trụ cột của đội tuyển như Văn Quyết, Minh Tuấn, Minh Long, Duy Mạnh và Tuấn Linh tập trung muộn và nhiều khả năng sẽ không ra sân do bận thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản. Đặc biệt là sự chia tay bất ngờ của trung vệ Đình Luật, chắc chắn trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Thứ nhất là tôi xin trả lời một câu hỏi của Đình Luật là sự chia tay đó. Thật sự là khi là lên danh sách đấy và đến lúc mà Đình Luật mà gọi điện cho tôi và bảo là công việc gia đình rồi tất cả những khi muốn dồn tất cả sức khỏe, cũng đã lớn tuổi muốn dồn sức khỏe cho câu lạc bộ. Và ấy cho gia đình thì tôi rất tôn trọng cái ý kiến của cái nguyện vọng của vận động viên. Đối với tôi thì những cái cầu thủ mà đã lên đội tuyển là những cầu thủ có khát khao cống hiến mạnh liệt nhất đấy. Và những cầu thủ họ đã cống hiến cho đội tuyển, ý nguyện của họ muốn là dồn cho gia đình rồi cho công việc ở câu lạc bộ khi mà tuổi họ đã cao ở trong lòng bóng đá, thì tôi cũng rất tôn trọng cái ý nguyện đó và tôi đã chấp nhận điều đó. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2017. Với những thông tin mà cả hai huấn luyện viên chia sẻ, chúng ta cùng hy vọng vào một trận cầu hấp dẫn.